Mấy ngày nay, thành phố nhiều giông bão, người ta nhắc nhiều về những khu cách ly, khiến lòng tôi lại nhớ về một khu cách ly rất riêng trong ký ức của mình, nơi chúng tôi được bảo vệ khỏi sự lây nhiễm của những nguồn năng lượng tiêu cực. Sự dễ chịu đã đến ngay từ bước chân đầu tiên khi chúng ta dạo bước trong vườn hoa. Chúng ta yêu thương, chúng ta sống, chúng ta hát, chúng ta tin tưởng, chúng ta bỏ lại những lắng lo phiền muộn, những sân si đời thường, nơi chúng ta cách ly chính mình với bóng tối trong trái tim của bản thân, nơi chúng ta không cần chạy trốn nữa, chỉ cần ngồi đó và hưởng trọn sự kết nối với thiên nhiên, với con người, sự cân bằng của thân và tâm. Chúng ta đã từng có một vùng đất an lành như thế, nơi mỗi sáng thức dậy chúng ta chỉ đi thiền hành, hít thở. Chúng ta lặng nghe một ngày mới đang đến. Chúng ta bước thật chậm cùng nhau. Chúng ta trò chuyện với bụt, trò chuyện với mình, trò chuyện với cỏ cây. Chúng ta đi chấp tác, phân loại rác, nấu bếp, dọn rửa, làm gì cũng thấy vui, vì trong lòng chúng ta hạnh phúc, chúng ta tròn đầy. Thiết nghĩ những nguồn năng lượng này đã truyền cho chúng ta một lẽ sống, mà dẫu trong những khó khăn, trong những gian khó, trong những đêm đông tưởng chừng như không thể ngóc dậy, chúng ta vẫn có một lý do để tin rằng đâu đó ngọn lửa trong trái tim mình sẽ thắp sáng được bản thân, thắp sáng được những người thân yêu xung quanh và chữa lành được thế giới. Người ta nói là 10 tháng 5 sẽ tạo hoa tháng 6. Những khó khăn này sẽ sớm qua đi và chúng ta rồi sẽ ổn mà, phải không? Cố lên mọi người nhé.